Chào mừng các bạn đến với video làm sạch về chó trong một cái ngôi làng. Video này đang cố một người này đang cố bắt về cho một cái chú chó này còn khá là nhỏ, chưa có trưởng thành. Không biết sao về gì này. Có thể là cái làng này nhà nào cũng có cái nền đất, không có tráng xi măng, chó nó là nằm vào nền đất. Chứ còn là một chó bắt hai người, một người dịnh và một người bắt. Bắt chậm chó ngứa nói chuyện, bắt rồi bắt từ cầu như này ngứa, có chuyện nó đồng với nó, cái này bị cho mình đó. Cái này sẽ có một người dịu chó này. Bác sĩ nó sẽ đứng lên chó dưới nó cứ rút cái đầu nó lên nữa thì chưa kể là con hải đăng này mang cái mầm bệnh, con gái nó mang mầm bệnh chuyện của con chó này. Mình có thể là có một cái lỗ tai, những cái lỗ tai tiếp theo. Một lần hai con thôi, còn ở đâu quá
tâm á, nhiều quá về nhiều như các bạn ơi, bạn quan tâm thì quá về đó thì người ta đã lo mất nhiều. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.